Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe thì các bạn đã ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Clock 24. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo thì chúng ta sẽ mở các kênh mạng xã hội ra, chúng ta có kênh Twitter. Ta mở Twitter này. Mở Aerobit này. Join tiếp kênh Channel. Ở đây mình đã join trước nhé. Mở kênh YouTube này. Join kênh Telegram Channel và kênh Group này. Gì đó. Bạn chờ tí. Mình quên mình mở nhầm Telegram rồi. Chọn lập Telegram. Ta do group thôi, chọn làm thì làm luôn. Ok. Chúng ta nút check đi. Chọn do group này. Chọn submit tên này. Chọn đôn này. Rồi sang nhiệm vụ Twitter, ta follow Twitter này. Có thể là retweet bài đăng pin tweet luôn này. Follow CryptoTile, copy name của CryptoTile. Like chọn close tweet này. Nút tweet. Follow cái group Ninja. Mở profile của cái Twitter. Copy phần profile name và paste profile name phía dưới đây. Địa chỉ VS10, các bạn dùng VSTH ở trên Circle.net hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ VSTH, chọn qua trên đoạn page vào, chọn đôn. Retweet link, chọn tweet amni. Chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link. YouTube. Tán vào avatar và kênh của bạn. Copy phần profile link và paste phần profile link của kênh YouTube phía dưới đây. Ta thể ấn vào rep link các bạn, có thể ghi rep cho dàn bè thân rep chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Clock 24. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.